Ayo, xin chào bà con cô bác đã trở lại với Người Trong Văn Phòng. Bạn sẽ được cho hai từ khóa và việc của bạn là sử dụng các sự bắt học của mình để đoán xem từ khóa nào có nhiều lượt tìm kiếm trên Google hơn. Đơn giản vậy thôi đó, vô chơi thôi. Yoko no, mình không biết người này. Và Trilong. Wow. Alien và Big Game Fisher là đứa nào? Bà nào? Bà nãy hả? Tất nhiên là Alien cao hơn rồi. Nó cách cầm một 3.600 với mấy triệu. Tony Hawk với Alien. Tôi nghĩ là Tony Hawk sẽ cao hơn. Yes. Mất một mạng. A Clockwork Orange như là phim được search 135.000 mỗi tháng. Và dương vật, mình nghĩ là người ta sẽ search dương vật nhiều hơn. Và một tháng có tới 1.830.000 người search dương vật. Phải lựa chọn giữa dương vật và phân biệt chủng tộc. Má 1.800 là một số rất nhiều á, mà thôi kệ quốc. À, thua rồi. Racism được search có 440.000 thôi. Body odor là cái gì đó. Và middle match, minh họa ở đây mình nghĩ là mùi cơ thể, kiểu như là hôi nách các thứ này nọ. Này mình không biết sách này là sách gì. Vậy thấp hơn. Đó. Các bạn hãy quan tâm đến mùi cơ thể mình nhiều hơn. Doberman và Adam Curtis. Có ai ở đây biết Adam Curtis không ạ? À, Doberman là một con chó. Adam Curtis là một con người. Nghĩ Adam Curtis sẽ wow phải. À, Inter Milan thường sẽ có United Arab Emirates là một cái tập đoàn của Ả Rập Thống Nhất hả? Và Inter Milan cao hơn, má xuất sắc luôn nè. May quá liền. Inter Milan và Window Cleaner, những người dọn gì ta, lau kính hả? Nghĩa là sắp hơn. Lau kính từng cháo. Hai điểm rồi. Donkey Kong Country sẽ cao hơn. Yeah. Sao cái này nó có ba mấy chục ngàn, sợ phải liền luôn á. Donkey Kong và 20 Century Fox cho nó cao hơn. Nó cách nhau có 10.000 luôn. 20 Century Fox. À, Century 20. À. Iron Fist và Century Fox. Này là lower. Má cái gì 1 triệu mấy vậy? Palm Island. Tao không biết khúc này ở đâu mà 49.000. Sau Ả Rập Saudi. Mình nghĩ là Ả Rập Saudi sẽ nhiều hơn. Tại vì ít nhất nó là một quốc gia mà, đúng không? Kiếm về một cái đảo. Một tháng có tới 823.000 người kiếm về Ả Rập Saudi. Wayne Rooney nhiều hơn. Nghĩ vậy, sao kiếm được tấm hình Wayne Rooney tóc nhiều ta? 600. Thôi nữa rồi. Má Ả Rập Saudi thì kiếm nhiều quá không? Posture này là... Nó là phải, nó có phải là cái máy để mà thay cái bánh xe như của mấy cái xe đua rồi nọ không ta? Chứ Vaseline, thường Vaseline á, là thường là chỉ có mấy chị em phụ nữ người ta sợ nhiều hơn thôi. Post này nó đã cao sẵn lên tới 1.200.000 lượt search lần. Mình nghĩ là Vaseline nó sẽ không nhiều bằng đâu. Yes, 300.000. Dating website, những trang web giúp người ta hẹn hò. Thời đại bây giờ cô đơn lắm các bạn, người ta sẽ tìm cái này nhiều hơn là Vaseline. Không, người ta quan tâm tới skin care nhưng mà lại đéo quan tâm tới mùi cơ thể. Kenkos và Paris Barack Bum. Anh cậu là múc míp hả ta? Lower, yes. Một điểm. Strictly Come Dancing chắc là phải nhiều hơn. Vãi 550.000. Coachella Festival chắc sẽ nhiều hơn. The Restigate vào Wii Sport. Rồi xong, Wii Sport thấp hơn, chính xác. Trumenso và Wii Sport, Trumenso sẽ cao hơn. Yes, hai câu. Chicago Bulls và Trumenso, Chicago Bulls sẽ cao hơn. Đó, cả tính cái triệu đi cho dễ. Chicago Bulls và Harvey Weinstein. Mình không biết ông này, mình sẽ cho thấp hơn. Sao mà ông này nó hết nhiều hơn cả thằng Chicago Bulls? Không biết đọc Sik. Giống như một cái nghi lễ, theo hình này nhìn giống như một cái nghi lễ. Được tiền 300 ngàn mỗi tháng. Edward Snowden
mình nghĩ là diễn viên và mình sẽ chọn là hire, theo mình nghĩ là nó sẽ cao hơn. Đúng rồi, may quá. 550.000 một cuốn truyện tiểu thuyết đó, tên là Màu Tím, The Color Purple. Mình sẽ chọn cuốn sách là ít hơn, tại vì mình chỉ nghĩ là loài người ít đọc sách. Đúng rồi, Omen là cái gì? Ha, Omen chắc cao hơn cuốn sách. Mình không biết nó là gì hết, nhưng mà nó địa danh gì đó, cao hơn. Chúng ta sẽ search đạo Hindu làm gì ta? Theo mình nghĩ ra nha, là đạo ở trên thế giới này, đạo Chúa là nhiều nhất. Không có chắc là có phải tới đạo Phật hay không, nhưng mà mình nghĩ là cũng không người nhiều người lên Google để search về Hindu giáo thế vậy. Mình sẽ đánh là thấp hơn. Là tôi là kiến trúc sư đó, vĩ nhân ngày xưa. Chắc là không nhiều người search về Plato đâu, lower. Uber 20 triệu lượt, đéo có cái nào qua được Uber đâu các bạn. Má, 20 triệu 400 ngàn lượt search mỗi tháng. Passover mình không cần biết là cái gì mà nó đéo thế nào qua được Uber đâu. Family tree, cây phả hệ đúng không? Passover là cái gì ta? 135.000 cây phả hệ. Người ta có thường hay search cây phả hệ ở trên Google không? Mình nghĩ sẽ không bằng. Má, 368.000. Súng đạn và Golden Retriever ít hơn. Tuyệt vời. Nestle. Tự nhiên. Wow, Nestle không bằng một con chó luôn hả ta? iPhone 8 và... hồi xưa mình cũng có con iPhone 8 mà mình mới tặng bạn gái mình. Lộn, tặng em gái mình. Egyptian Pyramid. Này là gì? Kim tự tháp Ai Cập đúng không? Nó sẽ thấp hơn. 50 set upgrade, nó sẽ cao hơn. Tôi được 2 câu nè, Oxfam nó sẽ thấp hơn. 3 câu rồi, 4 câu rồi. The Catcher in the Rye, nó sẽ thấp hơn luôn. Thôi nghỉ mọi người, 3 điểm. Dr. Screen và Mission Person. Mission Person chắc là sẽ ít hơn. Dr. Screen, má Dr. Screen tới 1.2 triệu lượt tìm kiếm lần. Bumper, tải giấy sẽ cao hơn. Siêu, đây là đạo á ta. Chắc ít hơn Bumper. Vãi má, mình đã được 3 điểm rồi mấy bạn. Land Rover 1.220 tìm kiếm. All Blacks, Cold, vân vân. Ít hơn. Quá, 5 điểm rồi, đã được 5 điểm. Mẹ hay quá. Ít hơn. Ghost in the Shell 2.2 triệu và Ketamine. Mà Ghost in the Shell này nó 2.2 triệu rồi, mình nghĩ là Ketamine sẽ không nhiều bằng 300.000. Đây là thông điệp của mình muốn gửi tới các bạn. Các bạn có thể tìm nó ở trên Google, nghiên cứu nó nhưng mà đừng có chơi nó. Hotel Wanda và Ketamine. Có thể đó là tên một bộ phim. Nhìn hình giống một... đúng rồi, phim nè, mình có thể nhận ra được cái ông này là cái ông gì mình quên tên mà đóng War Machine ở trong Avenger nè. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ không cao bằng cái 90.000. Tuberculosis là... Má, sao mà tới tao toàn là mấy cái... Khi mẹ kiểu nó khoa học vãi liền á, nó tắc thức. Cái này không phải chuyên môn của mình, tuberculosis mình không biết là gì luôn. Mà mình đoán là 2 rồi. Và 673.000 lượt search mỗi tháng. Giáo viên thực tập, teacher training hả? Mình nghĩ sẽ không cao hơn đâu, mình chỉ có 22.000 thôi. Elton John, má huyền thoại rồi, chắc chắn sẽ cao hơn. Nó không phải là ngũ cốc, nó là thức ăn healthy hết ha. Không biết nhưng mà chắc chắn sẽ không thể nào bằng Elton John được. Chú hù cao cổ April. Mình không biết thông tin về chú hù cao cổ này, nhưng mà mình nghĩ nếu mà đã có tên riêng thì chắc chắn sẽ rất là nổi tiếng. Chỉ là tại mình không biết thôi. Có 1.5 triệu lượt search trên Google mỗi tháng. David Beckham khỏi phải bàn. Thấy không dễ. What the fuck, David Beckham không nhiều bằng. Má, mình sẽ phải lên search coi con April the Giraffe này là con gì mà tại sao nó lại nổi tiếng hơn cả David Beckham nữa vậy. À, đó là một con hươu câu cổ được like. 50 Shades of Grey với Bobby Orr. 50 Shades of Grey chắc chắn ít hơn. Rồi, Poverty là nghèo khó. Anh để biết dân trí của thế giới này có thích tìm nghèo khó hơn Samaritan không ta? À, chắc là hơn.
À, xem tí nè. Insomnia. Hơn, chắc chắn. China Mobile. Mạng China, mà như China thì sẽ không có ở Google. Chọn China Mobile ít hơn. Má đúng luôn. Terminator. Nhiều hơn. Ô, má hay vậy. Hai kết quả là 74.000, tôi chọn nhiều hơn và nó vẫn cho tôi là đúng. Requiem for a Dream. Lâu. Tức quá, đéo chơi được. Đéo chơi nó mệt quá. Điểm cao nhất của mình là 6 điểm á. Mạng nó có thể chơi hơn mình được hả? Gareth Bale và Gran Torino. Ông này nhìn quen quá ta, có đóng Batman không ta? Mình nghĩ là Gareth Bale sẽ được nhiều người search hơn. Đúng rồi, Gran Torino chỉ có 246.000 người search thôi. Mình sẽ search Gran Torino. Nó là một phim, một bộ phim năm 2008 do Clint Eastwood thủ vai. À, bom, đánh bom vào pháo bài Beirut. Ít người search về khoảnh khắc này hơn là Gran Torino. 880 versus Jim Carrey. Các bạn biết chọn ai rồi. 1.500.000 người search Jim Carrey. À, lower thua, thua chắc. Jim Carrey là nổi tiếng. Đạo Judas với lại Pokemon Go, of course Pokemon Go. 20.000.000 người search Pokemon Go mỗi tháng. iPhone 6S lower. Tại con số 20.000.000 thì quá cao, không thể nào iPhone 6S lại cao hơn được. Yeah, nhưng mà vẫn cao, 5.000.000 người search mỗi tháng, 5.000.000 lượt search mỗi tháng. Bệnh tim. Người ta thường đi bác sĩ, người ta search là gì đúng không? Bệnh tim quan trọng mà, nên mình nghĩ thấp hơn. À, mỗi tháng chỉ có 135.000 search về ấy. Tom Jerry và bệnh tim, Tom Jerry cao hơn, sure. 1.830.000, anh chơi đỉnh quá. 1984, phim các thứ nó sẽ tiếp cận được nhiều người hơn và họ searching cũng dễ. Chắc là chăm sóc cho em nhiều hơn. 60.000. Sure, mình bấm phát. Zlatan Ibrahimovic không thể nào thua dăm ba cái ly cà phê được đúng không? 673.000 sự sệt mỗi tháng. Ấn Độ khá là đông dân. Mình vẫn nghĩ là Ibrahimovic sẽ nổi tiếng. Sausage Party, phim này mình coi rồi, nó khá là bậy. Bạn nào nhỏ quá thì đừng kiếm coi nha. Tên phim là Sausage Party, đừng kiếm coi. Thế mình nghĩ là Sausage Party sẽ hire Las Vegas và Sausage Party. Nhắm mắt chọn đại Las Vegas cao hơn, mình nghĩ là nhiều người sẽ tìm tới để 2.700.000. Honda và Las Vegas, mình nghĩ là Honda thấp hơn. Somehow mình nghĩ vậy thôi. 5.000.000 người search Honda mỗi tháng. Rồi, erectile dysfunction. Nó khoa học quá. Tolstoy nổi tiếng vãi cứt luôn á. Đại thi hào á. Thời hiện đại bây giờ người ta có còn tìm kiếm ổng trên Google nhiều hơn nữa không á. Erectile dysfunction này nó 823.000 lượt search lên. Ngân hàng Mỹ, Bank of America mình nghĩ sẽ nhiều hơn. 16.600.000 lượt. HSBC chắc chắn sẽ không bằng, 16.000.000 là quá lớn. Má cũng, má 9.100.000 vãi cứt. Paramount Pictures và Aaron Swartz. Paramount Pictures là một hãng phim khá nổi tiếng. Aaron Swartz này là mình không biết nhưng mà sẽ có nhiều người biết. Hire. Yes, chính xác. Kurt Angle. Đô vật hả? Tên nghe quen phải liền. 300.000. Thuốc chống trầm cảm. Thời giờ mấy bạn trầm cảm nhiều. Mà cái vấn đề 300.000 cũng là một con số khá cao. Mình không biết là số người thích Kurt Angle có cao hơn số người bị trầm cảm không? Thì sẽ không cao đâu. Nó cũng suýt sao ấy, cũng Elvis Presley. Chắc chắn là cao hơn rồi, cho dù từ thời đó cho tới bây giờ nhạc của ông này lúc nào cũng là chuẩn hết, có 1.800.000. Reservoir Dogs, phim của Quentin Tarantino, hình như là bộ phim đầu tiên của ông luôn hay sao ấy, theo mình nhớ là như vậy. Ok. Jim To Pe, Jim To. Đó, không biết ông này là ai luôn á. Cái này có thể là bóng bầu dục. Thì sẽ không bằng Reservoir Dogs đâu. Luxury Hotel, khách sạn chỉnh chó. Từ khóa này cũng khá là chung, bây giờ mình nghĩ là sẽ rất là nhiều người tìm. Ví dụ như là những cái nhà giàu đại gia họ muốn đi du lịch, người ta không biết được ở nơi đó có khách sạn gì nổi tiếng, người ta sẽ tìm Luxury Hotel.
nhưng mà thật sự là đéo phải đâu bạn. Ê, anh cảm giác như là những cái này là nó thuộc với tụi mà kiểu như là cái cách của tụi nước ngoài hơn á, không hợp với mình lắm. Chứ giờ để Đông Nhi vô hay là để Khá Bảnh vô coi. Ok, like, share và subscribe cho Người Trong Văn Phòng. Dạo này kênh bị YouTube bóp tương tác kinh vậy, mọi người hãy tải đưa link cho bố mẹ gia đình ông bà nội coi để biết là những người vẫn còn cố gắng hết sức. Share cho nhiều bạn bè và người thân xem hơn nữa để ủng hộ cho tụi tôi chứ, đúng không? Bye bye.